Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay thì quý vị và các bạn thấy đấy, ở ngay bên cạnh mình đây có rất là nhiều những cái mẫu loa mới đến từ thương hiệu Monster, thương hiệu âm thanh. Có nhiều những cái sản phẩm bằng những cái cải tiến về công nghệ, kỹ thuật, thiết kế và trong một cái tầm giá rất là dễ tiếp cận với nhiều người dùng. Và những cái sản phẩm của Monster thì trước nay cũng vốn là cũng quen biết rồi và được nhiều khách hàng lựa chọn vì nó cũng đáp ứng rất là đa dạng về cái nhu cầu giải trí, nhu cầu làm cho cuộc sống nó trở nên nó vui nhộn, nó sống động hơn, từ việc nghe nhạc, từ việc hát karaoke hoặc là hội thảo hoặc là rất là nhiều những cái nhu cầu khác. Ngày nay thì rất nhiều khách hàng, rất nhiều bạn trẻ, giới trẻ cũng thích trong cái việc mà đi picnic này, đi cắm trại này hay là camping gì đó. Chính vì vậy mà thương hiệu Monster này cũng tiếp tục là đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng việc là không ngừng cải tiến về kỹ thuật, công nghệ, tạo ra những cái sản phẩm mới cải tiến hơn trước đây. Cái điều đó thì nó giúp mang lại cái sản phẩm đương nhiên là có những cái chất lượng tốt hơn, đáp ứng đúng được cái nhu cầu của khách hàng. Mới đây thì thương hiệu Monster cũng tiếp tục tung ra thị trường một loạt những cái sản phẩm mới. Và chính xác là ở ngay bên cạnh mình đây có 5 cái sản phẩm mới. Và 5 cái sản phẩm này thì nó cũng có nhiều những cái điểm tương đồng. Ví dụ như là cũng chia sẻ một số những cái nền tảng công nghệ, kỹ thuật, thiết kế về đặc tính các driver hoặc là những cái công nghệ tiên tiến để làm tăng về cái độ tiện ích cho cái quá trình sử dụng của người dùng. Cả 5 cái sản phẩm này đều là những cái mẫu loa mang cái tính di động cao. Có nghĩa là chúng ta không chỉ có thể nghe nhạc, chúng ta có thể hội thảo thuyết trình, hát karaoke, mà cái việc sử dụng những cái mẫu loa này cũng rất là linh hoạt, cơ động, phục vụ cho cả những cái chuyến đi ngoài trời, các không gian ngoài trời, các chuyến đi dã ngoại. Quý vị và các bạn nhìn thấy đấy, chúng có một cái thiết kế nó cũng tương đối là bắt mắt bằng cái thiết kế đèn RGB ở trên này. Chỉ có duy nhất một cái mẫu loa này là không có cái thiết kế RGB. Tuy nhiên cái mẫu loa này thì nó lại là một cái sản phẩm rất là độc đáo và khác biệt ở trên cái thị trường loa di động. Monster thì họ gọi đây là một cái mẫu loa High Power Pack Back Speaker, kiểu là loa mà đeo ở sau lưng như là một cái ba lô ấy. Và bên này thì nó có phong cách kiểu gần như những cái mẫu loa mà party box mà chúng ta cũng vẫn quen thuộc. Nó vừa hòa quyện cả về âm nhạc rồi cả cái không gian, cái màu sắc, hình ảnh nữa thì nó làm cho tăng thêm cái cảm xúc. Trên này thì chúng ta có hai cái sản phẩm. Đầu tiên ở đây là cái mẫu loa Music Box Go. Bên này thì là cái mẫu loa Music Box. Cái sản phẩm này thì có mức giá là 4,85 triệu đồng. Đây là cái thành viên rẻ nhất thì có mức giá là 1,9 triệu đồng. Thế vào đây thì là cái mẫu loa Monster Traveler. Thì cái mẫu loa này có một cái mức giá là 7,39 triệu đồng. Tiếp đến, ở đây là hai cái thành viên nó có nhiều cái tương đồng với nhau. Thì đây là cái mẫu loa Monster Cycle. Cái mức giá ở đây là 6,89 triệu đồng. Bên này là Cycle Plus, giá là 8,99 triệu đồng. Như vậy quý vị và các bạn cũng đã hình dung được là những cái sản phẩm nó nằm ở trong một cái khoảng tầm giá cực kỳ dễ tiếp cận. Những cái sản phẩm này có những cái chia sẻ như mình vừa có nhấn mạnh là có nhiều những cái đặc tính kỹ thuật nó tương đồng với nhau. Chúng ta lấy ví dụ như là các cái thiết kế đèn RGB này. Tiếp đến là những cái công nghệ mà được thương hiệu Monster họ áp dụng vào đây, như là cái công nghệ Pure Monster Sound. Đó là một cái công nghệ để mà tối ưu để làm sao đem đến cái chất lượng về âm thanh, khả năng trình diễn của nó được thuần khiết và nhưng mà nó lại đảm bảo được cái độ sống động và mạnh mẽ, có nhiều năng lượng. Những cái củ loa, những cái driver ở đây thì cũng đã được là Monster họ cải tiến so với một số những cái sản phẩm trước đây, thì cái mục đích cũng là đem đến cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Ngoài ra một vài những cái công nghệ mà có thể nói là tối ưu khác, ví dụ như là công nghệ kết nối Bluetooth 5.3. Với phiên bản Bluetooth 5.3 thì quả thực là nó cực kỳ là nhanh và cái đảm bảo cho cái việc mà truyền dẫn tín hiệu. Bluetooth 5.3 thì nó cũng cho được là cái tầm kết nối ở một cái phạm vi xa của nó tốt hơn. Ví dụ như là có thể kết nối trong một cái phạm vi lên tới khoảng 10 mét. Những cái mẫu loa này vốn dĩ là những cái mẫu loa mà mang cái tính di động, loa di động nghe nhạc, hát karaoke, cũng có thể phục vụ hội thảo. Monster họ cũng đã cải tiến, mình thấy rằng là các cái pin ở đây có dung lượng là 4000 mAh, chỉ có cái thành viên lớn nhất này là pin 6000 mAh. Các cái việc mà sạc pin này thì tích hợp qua cái cổng USB Type-C và nó sạc, nó thực sự nó cũng rất là đơn giản. Công nghệ pin mới thì nó cũng đảm bảo được cái thời lượng cho những cái sản phẩm này, có thể phát nhạc, chơi nhạc ở trong một cái thời gian dài lên đến khoảng 7 tiếng có thể trải nghiệm. Với một cái thời lượng như thế thì mình cho rằng là nó cũng rất là thoải mái
khoái khi mà phục vụ không gian ở ngoài trời trong các cái chuyến đi hoặc là các cái cuộc vui gì đó. Monster họ cũng thiết kế để những cái mẫu loa này có cái khả năng kháng nước với tiêu chuẩn là IPX5. Ngay cả khi chơi mưa lất phất nhỏ thì chúng ta cũng vẫn có thể chơi được thoải mái. Một vài những cái điểm được chia sẻ mà mình thấy rằng những cái mẫu loa này nó sẽ có những cái đặc tính chung. Một cái điểm cũng đáng chú ý nữa là với cái mức giá và mình vừa chia sẻ như vậy thì bản thân là cũng đã tích hợp kèm theo hai cái micro không dây chất lượng cao của Monster. Và chỉ có duy nhất thành viên này thôi, cái thành viên nhỏ nhất này, Music Box, thì không có micro thôi. Còn lại cả bốn cái mẫu loa này đều tích hợp sẵn kèm theo hai micro không dây. Bốn cái mẫu loa này thì cũng có thể kết nối được với lại micro có dây và kết nối có cái jack 6.3 để kết nối với lại nhạc cụ, guitar chẳng hạn. Những cái mẫu loa Monster này thì mình thấy rằng là vốn dĩ nó là những cái mẫu loa rất là đa dụng và có thể sử dụng cả ở không gian ở trong nhà. Còn đối với việc sử dụng ở ngoài trời thì mình cũng có đem tới một cái không gian bên ngoài, một cái khu có thể gọi là nghỉ dưỡng phong cách lều trại panorama glamping. Khi mà trải nghiệm ở cái không gian bên ngoài trời ấy, thì sẽ có được những cái trải nghiệm thực tế về cái khả năng trình diễn, đặc biệt là những cái mẫu loa mà nó có cái công suất mà nó lớn hơn, ví dụ như là cái mẫu Cycle Plus. Khi mà đáp ứng một bạn mà có thể trình diễn biểu diễn vừa hát vừa đàn guitar trong một cái không gian mở nó rộng lớn như thế thì vẫn đáp ứng được cái độ lớn, cái cường độ cũng như là cái độ bao phủ về âm nhạc. Cả năm cái sản phẩm mới này của Monster thì cũng được chia sẻ nhiều những cái kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là trong các cái driver. Khi mà trình diễn thì những cái củ loa, woofer của những cái mẫu loa này nó có thể có cái kích cỡ là 5 inch hoặc là 6.5 inch. Đặc biệt là cái khả năng tái tạo về âm trầm ở cái giải trầm ở đây thì cũng được Monster họ thiết kế hướng đến cái việc là tạo ra một cái sự sống động và mạnh mẽ. Tiếng bass thì rất là dày, đầy đặn và tạo nên nhiều cái năng lượng mà khi mà trải nghiệm những cái thể loại nhạc trẻ, nhạc sôi động, nhạc party, vân vân, nhiều thứ khác. Thế và đối với giải trung và giải cao thì bằng cái sự kết hợp hoặc là tối ưu về cái cấu hình cho từng cái sản phẩm ở đây thì nó cũng đáp ứng được cái việc mà tách bạch và rõ ràng ra. Nó tạo ra một cái sự đồng đều và cái sự cân bằng ở giữa các cái giải âm với nhau, để không có cái nào nó bị quá lấn át hay là quá bị thiếu hụt. Tất cả cái điểm đấy thì nó đem đến một cái việc mà trải nghiệm âm nhạc nó vừa có một cái độ rộng mở, độ bao phủ tốt, nhiều năng lượng sống động hòa quyện với lại cái ánh sáng RGB này nữa thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc sôi động. Rồi như bên này thì quý vị và các bạn cũng thấy rằng ở đây là hai cái thành viên ở đây là Cycle và Cycle Plus. Cơ bản thì nó gần như phong cách thiết kế như nhau, nhưng mà cái Cycle Plus này thì nó đáp ứng được cái mức công suất của nó tốt hơn. Như mình có nhấn mạnh là cả bốn cái mẫu loa này 1, 2, 3, 4 này thì đều được tích hợp sẵn hai cái micro không dây của Monster. Cái này là của cái bộ này. Đó, thì bên trong này nó có hộp này cũng tương đối là chỉnh chu. Chúng ta thấy rằng là hộp bọc da này, đó, bên trong có hai cái micro không dây. Micro này thì cũng mình thấy là thiết kế của nó cũng rất là nhẹ, và cái điều đấy nó giúp cho cái việc mà khi chúng ta hát này, hội thảo, thuyết trình gì đó thì nó thoải mái. Kết nối ở đây thì cũng rất là ổn định, rất là nhạy. Một trong những cái điểm ở đây là vốn dĩ là ngoài cái việc nghe nhạc thì những cái mẫu loa Monster này có thể đáp ứng về hát karaoke. Để như vậy thì nhà sản xuất người ta cũng sẽ tích hợp sẵn về cái không chỉ cái mạch khuếch đại mà có cả cái mạch xử lý DSP ở bên trong này nữa. Và với micro thì ở đây thậm chí có thể hiệu chỉnh được cả âm lượng của mic, tăng giảm với cái âm lượng của micro, rồi hiệu chỉnh về cái echo cho micro, có nghĩa là điều chỉnh được cái độ vang ngân khi mà chúng ta hát. Sản phẩm của Monster này thì họ hướng đến cái việc mà mang cái tính trung thực nữa, ngoài cái việc mà hỗ trợ những cái hiệu ứng để làm cho cái việc mà hát nó hay, nó hấp dẫn thì nó cũng thể hiện được là những cái bản sắc rất là riêng và nó cũng thuần khiết. Và nếu những cái giọng ca của bạn nào hát hay ấy, thì trình diễn cùng với những cái mẫu loa này thì nó rất là thú vị. Trên mỗi những cái sản phẩm này có những cái thiết kế về các cái nút bấm điều khiển nó tương đối là nó cũng gần giống nhau, và các cái thiết kế này thì đều vốn dĩ là kháng nước mà, chuẩn IPX5 cho nên là thoải mái. Có một cái điểm nữa khi mà nói đến cái khả năng trình diễn ở đây là những cái mẫu loa của Monster này cũng được thiết kế tính năng bass boost hai cấp độ. Một cái cấp độ tiêu chuẩn là không có hiệu ứng bass boost, và có thêm hai cái cấp độ vừa
và mạnh hơn, thì khi mà nhấn cái tính năng bass boost thì nó sẽ làm tăng cường về cái âm trầm của nó được dày, nó đầy, có thể nó xuống sâu hơn, và ở đây là nó cũng không có bị méo tiếng khi mà chúng ta xuống. Thì đấy cũng là những cái điểm nhấn đối với những cái sản phẩm này. Cụ thể về cái mức công suất hay là một vài những cái chi tiết kỹ thuật hơn về những cái sản phẩm này, thì đầu tiên ở đây là thành viên Monster Cycle Plus, thì cái mẫu loa này có một cái mức công suất là lên tới 240W cái mức peak, và trong đó ở bao gồm 4 driver hay gọi là 4 củ loa, trong đó bao gồm 2 củ loa tweeter kích cỡ là 2 inch bố trí ở hai bên này, và ở nằm ở bên trong này thì nó là 2 cái củ loa woofer kích cỡ là 6.5 inch. Bên này thì là cái mẫu Monster Cycle, cái cấu hình nó cũng khá là tương đương. Tuy nhiên ở đây thì nó khác biệt một cái điểm là cái kích cỡ của cái củ loa woofer thì nó nhỏ hơn, là 5 inch thôi. Vẫn bao gồm là 2 cái củ loa woofer 5 inch kết hợp với lại 2 củ loa tweeter 2 inch, và cái mức công suất ở đây là 160W mức peak. Đây có thể coi là cái thành viên thứ 3, tại vì mình thấy trong cái bộ 5 sản phẩm này thì về cơ bản là cái phong cách thiết kế kiểu dáng của 3 cái sản phẩm này nó có phần là nó rất là tương đồng với nhau. Ví dụ như là cái bề mặt phía trước này, cong này, rồi cái mặt lưới căng bằng thép này, sơn đen, và tất cả những cái phần nhựa này là được nhựa tổng hợp, và có cái đặc tính là nó cũng đã xử lý để có khả năng chống chịu về cái thời tiết khi mà sử dụng bên ngoài trời nó cao hơn. Đây là cái mẫu Music Box rất là nhỏ nhỏ, xinh xinh đúng không? Cái này chỉ có 2 cái củ loa thôi, trong đó ở đây một cái củ loa tweeter 1 inch và một cái củ loa woofer ở đây là 5.25 inch, thì cái mức công suất ở đây là 40W cho cái loa này. Nó cũng ở một cái mức độ mà nhỏ, nhưng mà nhu cầu tùy theo cái nhu cầu sử dụng, ở một cái không gian vừa nhỏ hoặc là kích cỡ nó lại nhỏ gọn nữa thì có thể cái tính cơ động mang đi nó cũng rất là dễ dàng. Tiếp đến ở đây là một cái mẫu loa ở đây Music Box Go, thì ngay như ở trong cái tên của cái sản phẩm này có thêm cái chữ Go ở đây, là chúng ta thấy rằng cái nhấn đến cái tính gọi là đi dã ngoại ngoài trời, cái tính cơ động nó cao hơn. Chính vì vậy mà cái mẫu loa này thì cũng sẽ có một cái thiết kế có thêm một cái quai để đeo như thế này, và tháo ra lắp vào nó rất là dễ. Cái này thì có thể đeo rất là nhẹ, các bạn thấy không? Đáp ứng cho cái tính cơ động. Đối với lại cái mẫu Music Box Go này thì về mặt kỹ thuật thì sẽ có được trang bị là 3 driver, trong đó bao gồm 1 driver tweeter 2 inch, và ở này là có 2 cái driver woofer kích cỡ 4.75 inch. Bằng cái việc mà có thêm 2 cái củ loa woofer như vậy thì nó mở rộng. Công suất của cái mẫu loa này là 80W. Ở đây là cái mẫu loa này cũng rất là hay. Mình thấy rằng là đây là một cái mẫu loa mà mình cũng ít gặp ở những cái thương hiệu khác. Thì đây cũng là một cái thiết kế mà mang cái tính tập trung nhiều vào cái tính di động. Nó được thiết kế cả cái phần mà 2 cái quai đeo như chúng ta đeo cái ba lô ấy. Thì đây là cái phần mà quai đeo của cái mẫu loa này, chúng ta sẽ đeo vào sau như là một cái ba lô, thì nó cũng là những cái móc ở đây nó rất là dễ thôi. Thì chúng ta có thể đạp xe đạp, vẫn có thể đeo sau lưng. Và ở đây trong cái việc mà sử dụng thực tế thì chúng ta thấy rằng là có một số, ví dụ một số bạn là hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn, sinh hoạt cộng đồng, hội nhóm hoặc là team building ấy, thì đeo theo, một bạn đeo theo như thế này thì nó phục vụ được đúng cái nhu cầu sử dụng. Chứ còn mình để ý là thực tế là một số những cái mẫu loa mà khi mà chơi team building hay gì ấy, mang những cái loa nó nhỏ quá, xách tay theo thì thấy là nó cũng không có được cơ động. Ở đây cái mức công suất của cái loa này nó cũng lên tới là 160W mức peak, cũng bao gồm kết cấu ở đây là 2 driver, một driver tweeter là 2 inch và một driver woofer là 6.5 inch. Và như vậy thì nó cho một cái mức công suất, cái khả năng, rồi cái cường độ, độ lớn, độ lan tỏa bao phủ với âm thanh nó cũng rất là tốt khi mà sử dụng trong cái môi trường bên ngoài trời. Về cái tính gọi là cái khả năng kết nối gì đó thì đó, cái quan trọng hay là mình cho rằng cái phổ biến nhất vẫn là kết nối Bluetooth thôi. Những cái mẫu loa này nó cũng vẫn được tích hợp một số những cái kết nối khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể có cái thẻ TF card hoặc là cổng USB hoặc là kết nối jack 3.5 AUX ở đây, thì trong một vài những cái trường hợp thì vẫn có thể sử dụng như thế. Còn tất nhiên những cái sản phẩm này mình có nhấn mạnh rồi, có 2 cái cổng kết nối luôn, là một cái cổng mà cho micro có dây 6.3 cũng như là một cái cổng 6.3 trong nhạc cụ guitar. Thì những cái 4 cái mẫu loa này thì có thêm guitar thôi, còn cái mẫu loa này nhỏ nhất thì nó chỉ có kết nối micro thôi. Và như vậy thì mình cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin về những 5 cái sản phẩm, 5 cái mẫu loa di động, loa hát karaoke đa năng
của Monster, những cái sản phẩm rất là mới, đặc biệt là với những cái cải tiến về công nghệ kỹ thuật, cải tiến về thiết kế đáp ứng theo cái công năng, mục đích sử dụng, nó mang cái tính thiết thực, đem lại cái sự tiện ích cho người dùng cùng với những cái gọi là những cái công nghệ tiên tiến mới, thì nó cũng làm cho cái việc mà trải nghiệm âm nhạc với những cái sản phẩm này nó gần gũi, nó tiện ích những cái nhu cầu, ví dụ như trải nghiệm âm nhạc, hát karaoke, phục vụ hội thảo, thuyết trình các thứ, thì nó cũng trở nên nó đơn giản và nó hiệu quả hơn. Và một cái điểm mình cho rằng cũng rất là quan trọng ở đây là cái mức giá cũng tương đối là hấp dẫn. Có thể nói rằng với những cái sản phẩm như thế này, và tất cả những cái sản phẩm loa Monster này thì cũng vẫn được phân phối tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Anh Duy Audio, và có thể trải nghiệm nghe thử trước khi mà mua tại các cái đại lý mà có trưng bày những cái sản phẩm này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video về sau. Ở trái tim cô đơn lạc loài, hãy nở nụ cười để thấy trong anh tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi xa tình vẫn trong người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai, và đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương, mong bên em mơ có em, vì khi yêu ai không mong không ước mơ. Khi bên nhau, khi cách xa tim anh mong chờ, để khi được khi gặp em sẽ nói I miss you, vòng tay sẽ mãi ấm áp vì tình anh luôn trao em, để từng đêm anh mong nhớ phút say bên em, lòng thầm mơ về ngày mai ta bên nhau người yêu nhé. Nguyện sẽ mãi không đổi thay vì yêu em, người đến thắp ánh sáng ngọt ngào cho bao yêu thương, nhẹ nhàng đôi ta khẽ bước.